Sau nhiều vụ học sinh vi phạm giao thông xảy ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiếp cận các bãi xe trong và ngoài trường học để kiểm tra xử lý nhóm đối tượng này. Đáng chú ý là chỉ trong 30 phút mật phục, đội cảnh sát giao thông số 6 đã phát hiện nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe gắn máy vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là sử dụng xe có dung tích lớn vượt quy định, tồn tại nhiều bất cập trong việc kiểm soát các phương tiện của học sinh tại Hà Nội. Cháu đi xe 125, cháu có sợ bị giáo viên các thứ ở trong trường phạt ạ. Nên là cháu để xe ngoài. Gọi là có phương tiện để cháu đi học thôi, chứ cháu cũng không gọi là đi chơi đi chiếc gì. Sau nhiều tháng điều trị tích cực tại các bệnh viện lớn, những em bé làng Nù với nghị lực sống phi thường đã hồi phục trở về quê hương sau trận sạt lở kinh hoàng tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vào tháng 9 vừa qua. Tiếp tục với thông tin quốc tế đáng chú ý, thủ đô Paris của Pháp hạn chế xe ô tô, xe máy, xe gắn máy, xe tải tại trung tâm thành phố nhằm cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu ùn tắc giao thông tại đây. Thưa quý vị, sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận cấp cứu 20 trẻ mầm non ngộ độc nghi do ăn nhầm thuốc diệt chuột, giống như những viên kẹo để trong túi. Các cháu được lấy mẫu máu, phân loại để rửa dạ dày, chụp X-quang, lấy dịch gửi về Trung ương làm xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Được biết, cả 20 cháu cùng lớp thuộc nhóm 24 đến 36 tháng tuổi của trường mầm non Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Lúc vào viện có 2 trẻ đau bụng, buồn nôn, các trẻ còn lại có biểu hiện bình thường. Hiện sức khỏe tất cả đã ổn định, đang được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện. Các lực lượng chức năng thị xã Sapa, Lào Cai vừa phối hợp giải cứu kịp thời một nam du khách người Thụy Sĩ bị lạc trong rừng vườn quốc gia Hoàng Liên. Vào tối ngày hôm qua, sau khi nhận được tin báo, 25 cán bộ chiến sĩ cứu hộ đã xuyên đêm tìm kiếm nam du khách. Sau 3 giờ tìm kiếm, đến rạng sáng nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy nạn nhân khi cơ thể đang bị hạ thân nhiệt, tinh thần hoảng loạn. Hiện du khách này đã được đưa về trung tâm y tế gần nhất để được chăm sóc sức khỏe. Sáng nay tại địa bàn xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy. 6 nhà dân tại hai thôn Thuận Chánh An và thôn Lam Thủy bị tốc mái. Ngoài ra, trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Hưng bị vỡ cửa kính ở các phòng học và rơi bảng hiệu ở phía cổng trường. Chính quyền xã Hải Hưng và huyện Hải Lăng đã cử cán bộ kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại và huy động lực lượng khẩn trương triển khai giúp người dân khắc phục lại nhà cửa. Còn Đà Nẵng, mặc dù là đô thị giáp sông và hướng biển, nhưng mỗi khi có mưa lớn, thành phố này lại phải đối mặt với tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Rút kinh nghiệm từ đợt lụt lịch sử vào năm 2022 gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng, năm nay thành phố Đà Nẵng đã có nhiều biện pháp chủ động ứng phó, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đường Trương Nữ Vương, quận Hải Châu, trung tâm Đà Nẵng. Sáng sớm nay, lực lượng công an, quân sự địa phương đã tiến hành cứu hộ hơn 100 người đến nơi an toàn. Rút kinh nghiệm từ trận lụt lịch sử vào tháng 10 năm 2022 khiến một người trong kiệt này thiệt mạng. Năm nay, chính quyền và người dân đã cảnh giác cao độ nhưng không tránh khỏi thiệt hại. Hiện nay khu vực này đã ngập sâu hơn một mét rồi. Lực lượng chức năng đã bố trí những cái phương tiện để mà tiến hành cứu hộ nhiều người dân. Tài sản của người dân ở trong này hư rất nhiều, đặc biệt là rất là nhiều xe máy đang bị ngập. Cho nên là lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục là tiến hành đưa những xe máy ra khỏi khu vực này để mà tiến hành sửa chữa, bảo vệ tài sản người dân. Thống kê sơ bộ, khu vực trung tâm có hơn 30 điểm bị ngập sâu. Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã điều động hơn 500 cán bộ chiến sĩ có mặt tại những nơi xung yếu để hỗ trợ người dân. Tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, lực lượng này đã sơ tán hàng chục hộ gia đình. Kịch bản ứng phó ngập lụt trên toàn thành phố đã được kích hoạt. Toàn thành phố Đà Nẵng tập trung ứng phó để giảm thiểu thiệt hại. Chủ động triển khai lực lượng dân quân thường trực của các phường, nhanh chóng phối hợp lực lượng 4 tại chỗ của địa phương đến các cái vị trí ngập úng ở trên địa bàn, hỗ trợ di dời nhân dân. Từ trong cái đầu đợt mưa này, chúng tôi đã triển khai tất cả các biện pháp vận hành. Công ty thoát nước cũng như các quận huyện đã chủ động khơi thông điều vận hành các hệ thống trạm bơm chống ngập, hệ thống điều hòa, hồ điều hòa của chúng tôi, cũng như là thường xuyên ứng trực trong các tình huống, đặc biệt những vị trí ngập sâu. Và với cái lượng mưa dự báo như thế này thì tình trạng này vẫn có thể xảy ra. Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở, các tuyến đường liên xã tại huyện Hòa Vang cũng bị ngập. Ngoài ra, tuyến đường vành đai phía Tây, quốc lộ 14E, cao tốc La Sơn Túy Loan bị sạt trượt. Chính quyền địa phương cử lực lượng chốt chặn, phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông.
Thưa quý vị, đợt mưa lớn ở Trung Bộ sẽ kéo dài đến thứ Năm ngày 7 tháng 11, nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét trên khu vực vùng núi. Từ chiều tối nay đến sáng mai, thì mưa lớn sẽ tập trung ở khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định, tổng lượng mưa từ 50 đến 120mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ trưa mai đến hết thứ Năm, vùng mưa dịch xuống khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, lượng mưa từ 40 đến 100mm, có nơi trên 200mm, cảnh báo ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông do mưa lớn, lũ dâng cao. Tại các sườn đồi núi, tuyến đường đèo cần đề phòng sạt lở đất đá. Hiện tại, theo hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất thời gian thực, dọc vùng núi từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Bình Định đang có hơn 400 xã phường, thị trấn có nguy cơ sạt lở đất. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở đất ở mức rất cao. Hiện các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành điều tiết nước, đảm bảo phòng lũ. Phóng viên Phân Sang sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày hôm nay thì lượng mưa không lớn. Trung bình lượng mưa ở các địa phương trên toàn tỉnh thì tầm khoảng từ 150 cho đến 300mm. Và hiện nay thì các hồ chứa thủy điện và thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh thì đang được vận hành an toàn. Tại thủy điện Bình Điền, đơn vị đang vận hành xả lưu lượng nước về hạ du qua tràn và tua bin là 120 m khối trên một giây. Hiện nay mực nước tại hồ Bình Điền là 76.3 m. Đây là cao trình mức nước thấp nhất để đón lũ. Thực hiện lệnh vận hành của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế thì công ty bắt đầu vận hành xả nước về hạ du bắt đầu từ ngày 3 và đến ngày hôm nay thì mực nước đã về cao trình mực nước thấp nhất đón lũ. Thì lưu lượng trong đồng hồ bây giờ là đang có dung tích là 130 triệu m khối. Để đảm bảo với lượng mưa trung bình từ 400-500 m3 thì hồ Bình Điền đảm bảo cho du được an toàn. Một số địa phương ở vùng thấp trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế như là xã Phong Bình, xã Phong Dương, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền hay là xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền thì tình hình nước ngập vẫn chưa rút hết. Tình trạng ngập đã kéo dài mấy ngày nay và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt là một số trường học ở xã Phong Hòa và xã Phong Bình thuộc huyện Phong Điền thì vẫn còn ngập nước. Học sinh vẫn chưa đi học trở lại. Hiện nay thì ở các vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên Huế, mực nước thì đang ở khoảng 0,5 cho đến 1 mét và đang giảm dần rồi ạ. Chính quyền địa phương cũng như là người dân thì đang ứng trực để chờ nước rút để tiến hành tổng vệ sinh các khu dân cư cũng như là đường làng và các khu vực trường học để đảm bảo cuộc sống trở lại sau đợt mưa này. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, Ủy ban Nhân dân thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, Quảng Bình đã tổ chức di rời 38 hộ dân với hơn 140 nhân khẩu để phòng tránh nguy cơ sạt lở đất. Chính quyền địa phương cũng sắp xếp cho ăn ở, bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, đồng thời chủ động phân công lực lượng ứng trực đề phòng ứng phó trong trường hợp sự cố sạt lở xảy ra. Còn tại Thừa Thiên Huế, ngay trong chiều nay, thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc đã phối hợp với các lực lượng chức năng di rời 23 hộ dân với 88 nhân khẩu sống gần khu vực núi Phú Gia thuộc xã Lộc Tiến có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một vết nứt dài khoảng 50m, hiện đã có một điểm lở xuống phía dưới độ cao khoảng 20m, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của các hộ dân sống dưới chân núi. Để quản lý đàn chó nuôi, hạn chế tình trạng chó thả rông gây mất mỹ quan đô thị và mất an toàn cho người dân du khách, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai cấp phát thẻ gắn mã QR cho tất cả các hộ gia đình nuôi chó. Gần 900 thẻ đeo được phân phát cho các khu dân cư trên địa bàn huyện. Chỉ tính riêng trong năm ngoái thì huyện đã ghi nhận khoảng 100 người bị chó cắn phải tiêm huyết thanh kháng dại. Giải pháp này vừa giúp phân loại quản lý chó trên địa bàn huyện, vừa giúp kiểm soát tình hình bệnh dại một cách căn cơ, khoa học, từ đó làm cơ sở tách đàn từ chó có chủ và vô chủ và xử lý phạt nguội với trường hợp chó có chủ nhưng lại thả rông. Một ngôi nhà 3 tầng ở đường Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội bất ngờ đổ sập vào chiều tối qua. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hàng xóm đào móng xây nhà gây sạt lở, ảnh hưởng đến công trình liền kề. Thời điểm xảy ra vụ việc, người trong nhà thấy có hiện tượng nghiêng, nguy cơ đổ sập nên đã chạy ra bên ngoài. Vụ việc không có thương vong về người. Còn thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Việc đền bù thiệt hại do hai gia đình sẽ tự thương lượng và giải quyết. Sau nhiều vụ học sinh vi phạm giao thông xảy ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tăng cường ra quân xử lý đối với nhóm đối tượng này. Thay vì chỉ kiểm tra trên các tuyến đường, để tăng tính hiệu quả trong xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiếp cận các bãi xe trong và ngoài trường học để kiểm tra xử lý các trường hợp học sinh điều khiển xe máy trên 50 phân khối. Bí mật tổ chức ghi hình các phương tiện do học sinh điều khiển. Chỉ trong 30 phút mật phục, đội cảnh sát giao thông số 6 đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.
Cái xe này là xe em điều khiển đi vào trường ạ? À? Vâng. Cái xe này là em tự lấy đi điều khiển hay là bố mẹ giao cho em? Bố mẹ giao cho em ạ. Bố mẹ giao cho em ạ. Này, trạng thái đăng ký là đăng ký trên xe này, loại xe này, xe hai bánh từ dung tích từ 50 cho đến 175 này. Em nhìn thấy chưa? Vâng. Là không được phép điều khiển đâu nhá. Trước là em đi xe khác nhưng mà bị hỏng ạ. Bố mẹ đi công tác xa nhiều nên là không có ai đưa đón ạ. Ai cũng biết quy định, học sinh dưới 18 tuổi không được điều khiển xe mô tô có dung tích trên 50 phân khối. Nhưng để tránh sự kiểm soát của thầy cô, một số em gửi phương tiện ở các bãi xe tư nhân gần trường. Đấy, con này quay này. Này. Thì giờ các cháu nó gửi đây thì cháu gửi xe thì chả nhẽ giờ thì mình sao từ chối sao? Còn người các cháu không gửi chỗ này thì các cháu gửi quanh quanh như thôi. Nói chung mình cũng phải trông phải có công chứ còn là trông hộ thì không ấy, nhưng cả ngày lấy các cháu 5.000. Cháu đi xe 125 cháu có sợ bị giáo viên các thứ ở trong trường phạt ạ. Nên là cháu để xe ngoài. Gọi là có phương tiện để cháu đi học thôi chứ cháu cũng không gọi là đi chơi đi chiếc gì. Bị các chú bắt thì sẽ phát hiện ra là quá tuổi chứ còn con đi trên đường thì đi an toàn và bình thường, không ảnh hưởng đến ai cả. Dù nhà trường cũng đã ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, nhưng việc kiểm soát các phương tiện của học sinh khi đến trường vẫn còn rất khó khăn, nhất là khi chưa có sự kết hợp chặt chẽ của phụ huynh. Cũng có thể có những cái trường hợp là nhiều khi bố mẹ đi làm và con sẽ tự tiện để lấy xe đi, có thể bố mẹ cũng không biết. Đối với nghiệp vụ của chúng tôi thì chúng tôi cũng khó phân biệt bởi vì nhìn nó cũng không rõ ràng lắm. Cái tâm lý là các em là không muốn đi các loại phương tiện công cộng, muốn sử dụng những cái phương tiện mà nó có cái tốc độ cao để đáp ứng cái nhu cầu đi lại. Chúng tôi sẽ tổ chức bí mật ghi hình cũng như là thành lập các tổ kiểm tra đột xuất tại các trường học cho các em học sinh thấy rằng là bất kỳ lúc nào và bất cứ ở đâu thì cũng sẽ bị các hành vi vi phạm của các em đều sẽ bị xử lý. Cũng trong đợt cao điểm ra quân, lực lượng chức năng cũng phát hiện hàng chục trường hợp học sinh vi phạm do điều khiển xe không đúng quy định tại khuôn viên bãi xe trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hà Thành. Trong đó ghi nhận nhiều xe dung tích lớn, 110 đến 150 phân khối. Thậm chí một số phương tiện được độ chế. Và khi các em còn chủ quan, người lớn còn thiếu kiểm soát thì nguy hiểm vẫn sẽ luôn rình rập trên các cung đường. Sau phản ánh của chương trình Chuyển động 24 giờ ngày 4 tháng 11 về những bất thường xung quanh việc đào tạo và cấp bằng trung cấp nghề của trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội, thì ngày hôm nay 5 tháng 11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thành lập nhanh một tổ công tác để xác minh các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng trung cấp nghề ở trường này. Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, ngày 7 tháng 11 sẽ làm việc với trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long để làm rõ các nội dung đã phản ánh. Trả lời thắc mắc của phóng viên, đại diện trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long thừa nhận có tổ chức đào tạo và cấp bằng nghề tiếng Anh cho học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An từ khoảng 19, tức là năm 2020 như phóng sự Chuyển động 24 giờ đã nêu. Các học sinh này đều được miễn học phí theo nghị định 81 của chính phủ. Từ năm học này, trường sẽ dừng không tuyển sinh đối tượng học văn hóa tại trường liên cấp Chu Văn An vào học trung cấp của nhà trường. Hiện tại, số học sinh trường Chu Văn An đang học bằng nghề tiếng Anh đã được đưa về trụ sở chính của trường để dạy học trực tiếp. Nhà trường đang cho rà soát lại quá trình đào tạo và cấp bằng này. Còn theo đại diện trường liên cấp Chu Văn An, nhà trường đang cho rà soát và làm báo cáo chi tiết gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về vấn đề học nghề của học sinh. Trường sẽ sớm thông tin lại với phóng viên của Chuyển động 24 giờ trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, trẻ em luôn tượng trưng cho những điều trong trẻo, đẹp đẽ của cuộc sống và cả cho những hy vọng vào tương lai phía trước. Sau trận sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai vào tháng 9 vừa qua, nhiều em nhỏ phải đứng giữa làn danh sinh tử mong manh. Thế nhưng nhờ sự điều trị tích cực của các y bác sĩ tại các bệnh viện lớn và nghị lực phi thường của bản thân, có những em nhỏ đã hồi sinh như một điều kỳ diệu. Mới đây các em đã trở về quê hương, trở về với lớp học và ngôi trường thân yêu của mình. Trong những ngày Gia Bảo nằm điều trị tại bệnh viện, những bạn nhỏ tại lớp 2A đã cùng nhau vẽ một bức tranh. Trong bức tranh này có cầu vồng, có cây cối, có bạn bảo đang đi về nhà. Con muốn bạn khỏe mạnh đến lớp học cùng các bạn và con. Cầu vồng sau cơn mưa trời lại sáng, rất là mong muốn là các bạn vượt qua, kiên cường lên, cố gắng để về học. Và giờ đây, bức tranh lấp lánh cầu vồng ấy đã đưa Gia Bảo trở về lớp học thân yêu trong vòng tay của cô thầy và bè bạn. Bạn Bảo cũng là một trường hợp rất là kỳ diệu. Bố mẹ mất hết và bạn đấy được cứu. Và trong cái tình trạng là cái đa chấn thương
Thế và Bảo thì cũng mới đi học được hôm nay là buổi thứ tư đến trường. Các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh ở trong trường thì cũng rất là vui là khi Bảo đã trở về lành lặn. Và ngày đầu tuần này, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh cũng chào đón một sự trở về kỳ diệu khác. Sau 50 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai, em Mông Hoàng Thảo Ngọc là người cuối cùng của làng Nủ từ bệnh viện trở về. Và ngày hôm nay, chính thức lớp chúng ta sẽ vắng không bạn. Một niềm vui lớn dành cho lớp 6 của trường tiểu học và trung học số 1 Phúc Khánh chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn nữa nào. Sẽ cần thêm thời gian để những em bé làng Nủ có thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn và bắt nhịp lại với việc học tập. Thế nhưng tình yêu thương của cô thầy và bạn bè sẽ là điểm tựa vững chắc. Ngày hôm nay được gặp em, nhìn thấy em cùng với mẹ bước lên sân trường rất là xúc động, rất là vui và cảm thấy em rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường để chiến đấu giành giật lấy sự sống của mình. Đấy chính là một cái kỳ tích rất là lớn mà cả cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh trong lớp đều rất là vui, phấn khởi. Ôi hôm ơi, nhớ sao bao niềm vui tháng ngày. Tuổi hồng ơi, êm đềm như những áng mây. Và em sẽ tô hồng thêm bao ước mơ, đem lòng tin yêu cuộc sống thiết tha tuổi hồng nên thương. Hôm nay, người dân Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội. Các cử tri Mỹ sẽ lựa chọn giữa hai ứng cử viên, đó là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Cư dân ở thị trấn Dixville North thuộc bang New Hampshire đã trở thành những người đầu tiên bỏ phiếu cho ngày bầu cử hôm nay. Có khoảng 244 triệu cử tri Mỹ đủ điều kiện bỏ phiếu năm nay, trong đó hơn 74 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm. Hai ứng cử viên là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump cần có 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng. Các cuộc thăm dò trên toàn quốc và ở các bang chiến trường cho thấy là tỷ lệ ủng hộ giữa ứng viên Cộng hòa Donald Trump và ứng viên Dân chủ Kamala Harris rất xích sao, có thể dẫn tới kịch bản kiểm phiếu lại ở một số nơi. Thưa quý vị, lễ hội Chhath Puja là một lễ hội truyền thống được phần lớn phụ nữ tại Ấn Độ tham gia để thờ thần mặt trời. Theo nghi lễ, những người tham gia sẽ lội xuống bờ sông Yamuna để cầu nguyện. Nhưng vào mùa lễ hội năm nay, nhiều người đã phải làm lễ trong tình trạng nước sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, đi kèm với ô nhiễm không khí ở khu vực thủ đô New Delhi. Nghi thức nghiêm ngặt của lễ hội buộc những người tham gia phải ngâm mình dưới dòng nước sông phủ kín các bọt trắng độc hại. Các chuyên gia cảnh báo nguyên nhân chính của nguồn nước bị ô nhiễm là nước thải chưa qua xử lý cùng với hóa chất bị đổ trực tiếp xuống sông. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng dọn dẹp các mảng bọt trắng để giúp người dân có thể tiếp tục cầu nguyện. Theo một báo cáo độc lập được công bố ngày hôm qua, gần 600 cảnh sát ở vùng England và xứ Wales của Vương quốc Anh đã bị sa thải từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Việc công bố báo cáo cho thấy nỗ lực khôi phục lòng tin của công chúng sau hàng loạt vụ bê bối liên quan đến lực lượng cảnh sát. Cụ thể, số lượng cảnh sát bị sa thải trong giai đoạn trên đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn tới việc sa thải trên bao gồm không trung thực, các hành vi liên quan đến tình dục và hành vi sai trái và hành vi phân biệt đối xử. Đặc biệt, gần 20 cảnh sát khác bị sa thải vì sở hữu hoặc phát tán những hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Danh tiếng của lực lượng cảnh sát tại Vương quốc Anh đã suy giảm nghiêm trọng kể từ vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại một nữ giám đốc tiếp thị năm 2021 mà thủ phạm là một sĩ quan sở cảnh sát thủ đô London. Thưa quý vị, trong động thái nhằm cải thiện chất lượng không khí và giảm thiểu ùn tắc giao thông, chính quyền thủ đô Paris của Pháp đã quyết định hạn chế xe cộ bao gồm xe ô tô, xe máy, xe tải nhỏ và xe tải lớn tại trung tâm thành phố bắt đầu từ ngày 4 tháng 11. Khu vực hạn chế giao thông sẽ bao gồm các quận 1, 2, 3 và 4, nơi tập trung nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như là bảo tàng Louvre, vườn Tuileries. Tổng diện tích của khu vực áp lệnh hạn chế là khoảng 5 km2 và có 100.000 người sinh sống với khoảng 11.000 cửa hàng và địa điểm thương mại. Chỉ có các phương tiện công cộng, xe cấp cứu, người dân địa phương và những người có lý do chính đáng mới được phép vào khu vực này. Việc hạn chế giao thông tại trung tâm thủ đô Paris được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích như giảm thiểu tiếng ồn, cải thiện chất lượng không khí và tạo ra nhiều không gian hơn cho người đi bộ và người đi xe đạp. Mục tiêu chính của quy định này là nhằm vào những người không đến thăm hoặc sống ở khu trung tâm thành phố mà chỉ lái xe từ phía bên này sang bên kia của thành phố mà thôi.
Số liệu của thị trường thành phố cho thấy có từ 175 đến 250.000 phương tiện lưu thông qua khu vực trung tâm thành phố này mỗi ngày. Tuy nhiên, quyết định này cũng gây nhiều tranh cãi. Một số người dân và doanh nghiệp lo ngại rằng việc hạn chế giao thông sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh và sinh hoạt. Trong khi đó, các nhà hoạt động bảo vệ môi trường lại hoan nghênh quyết định này và cho rằng đây là bước đi đúng hướng để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Chính quyền Paris sẽ triển khai một hệ thống kiểm soát chặt chẽ và cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân. Đồng thời, thành phố cũng sẽ nâng cấp hệ thống giao thông công cộng và xây dựng thêm nhiều làn đường dành cho xe đạp. Thói quen ăn ngọt trong 2 năm đầu đời có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao ở tuổi trưởng thành, kết luận vừa được công bố trên tạp chí Science. Nhóm nghiên cứu từ Đại học South California của Mỹ đã phân tích dữ liệu từ thời kỳ phân phối đường theo tem phiếu ở Anh những năm 1950. Kết quả cho thấy trẻ em tiêu thụ nhiều đường từ 6 tháng tuổi có nguy cơ mắc bệnh mãn tính cao hơn rõ rệt trong những thập kỷ sau đó. Đáng chú ý, ngay cả việc thai nhi tiếp xúc với đường qua chế độ ăn của người mẹ thì cũng làm tăng nguy cơ tiểu đường và huyết áp cao so với những người được thụ thai trong thời kỳ hạn chế đường. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không cần cấm hoàn toàn đường mà nên tiết chế trong khẩu phần ăn. Một lớp sương mù độc hại đang bao trùm toàn bộ thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Chất lượng không khí ở một số khu vực xuống mức nghiêm trọng vào thời điểm trước mùa đông, thời điểm khi không khí lạnh giữ lại các chất ô nhiễm và làm gia tăng các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Hỗn hợp khói, khí thải và bụi là vấn đề kéo dài nhiều năm đối với nhà chức trách ở New Delhi của Ấn Độ. Trong đó, khí thải từ xe cộ, bụi xây dựng và khói do đốt rơm rạ ở các bang miền Nam lân cận là Punjab và Haryana là những yếu tố chính gây ra tình trạng ô nhiễm hiện nay. Hội đồng Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương của Ấn Độ cho biết hơn 30% trong số 39 trạm giám sát của New Delhi đều cho thấy chỉ số ô nhiễm ở mức nghiêm trọng hơn 400, cao gấp nhiều lần so với chỉ số chất lượng không khí tốt từ 0 đến 50. Bộ Khoa học Trái đất của Ấn Độ cảnh báo chất lượng không khí sẽ tiếp tục giảm trong vài ngày tới, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đối với cả những người khỏe mạnh. Những người lớn tuổi trong gia đình tôi, như bà tôi chẳng hạn, đang gặp các vấn đề về hô hấp. Chúng tôi không thể nhìn thấy mặt trời do lớp sương mù dày đặc. Đây là một vấn đề lớn. Dữ liệu của Bộ Khoa học Trái đất cho thấy đốt rơm rạ đã làm gia tăng ô nhiễm trong 3 ngày qua. Thật kinh khủng. Vào tháng 10, chất lượng không khí đã rất tệ. Sang tháng 11, mọi người hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện, nhưng vẫn rất nóng nực và ô nhiễm. Hãy nhìn xem, bạn không thể nhìn thấy từ khoảng cách từ đây đến kia chỉ là 2 km. Rất khó thở. IQE, công ty giám sát chất lượng không khí của Thụy Sĩ, cho biết New Delhi là thành phố ô nhiễm thứ hai thế giới sau Lahore của nước láng giềng Pakistan, nơi chính quyền cũng đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp sau khi ô nhiễm không khí ở thành phố này ở mức nghiêm trọng chưa từng thấy trong ngày 3 tháng 11. Nhật Bản đã tạo nên bước đột phá ngoạn mục khi phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên lên vũ trụ. Các nhà nghiên cứu hy vọng gỗ sẽ là giải pháp an toàn, thân thiện hơn cho sứ mệnh lên mặt trăng và sao hỏa vì gỗ ít gây ô nhiễm hơn kim loại. Vệ tinh mang tên Linusat này sẽ được thử nghiệm trong không gian, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi gỗ có thể trở thành vật liệu chủ chốt cho các nhiệm vụ khám phá mặt trăng và sao hỏa trong tương lai. Vệ tinh này được đưa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS qua một chuyến bay của SpaceX trước khi được phóng vào quỹ đạo ở độ cao khoảng 400 km từ trái đất. Linusat là một phần trong kế hoạch dài hơi của nhóm nghiên cứu Nhật Bản bao gồm trồng cây và xây dựng nhà gỗ trên mặt trăng và sao hỏa trong vòng 50 năm tới. Neutrino là những hạt hạ nguyên tử cực nhỏ, nhỏ hơn hạt nguyên tử và thường được gọi là hạt ma vì chúng hầu như là không tương tác với bất cứ thứ gì khác. Neutrino là hạt phổ biến nhất trong vũ trụ. Để đi tìm hiểu bản chất của hạt neutrino và các hiện tượng vật lý khác, thì Trung Quốc đang gấp rút hoàn thiện việc xây dựng cơ sở nghiên cứu vật lý trị giá 300 triệu đô la Mỹ nằm sâu 700 mét dưới lòng đất ở tỉnh Quảng Đông. Dự án này có tên gọi là Đài quan sát Neutrino ngầm Sangmon. Sâu bên dưới cơ sở này là một phòng thí nghiệm ngầm rộng lớn, hướng đến mục tiêu trở thành phòng thí nghiệm đầu tiên trên thế giới giải được các bí ẩn của khoa học. Khối cầu có đường kính khoảng 35 mét là bộ phận trung tâm của đài quan sát neutrino dưới lòng đất Sangmon. Khối cầu sẽ chứa khoảng 20.000 tấn chất phát sáng nhấp nháy và treo lơ lửng trong 35.000 tấn nước tinh khiết ở độ sâu 700 mét dưới lòng đất, để đo khối lượng của các hạt neutrino khác nhau do hai nhà máy điện hạt nhân gần đó tạo ra.
việc hiểu được hệ thống phân cấp khối lượng neutrino sẽ giải quyết được một bí ẩn vật lý lâu đời và rất quan trọng để hiểu được các quy tắc cơ bản của tự nhiên. Một loại neutrino có thể biến đổi thành một loại neutrino khác khi bay. Vì vậy, một đặc tính đặc biệt như vậy có thể có tác động lớn đến bản chất, cách thức hoạt động và cách vũ trụ tiến hóa. Hiện chúng ta vẫn chưa biết câu trả lời. Đó là lý do tại sao chúng ta cần thí nghiệm để đo đặc tính của neutrino. Khối cầu đã được lắp đặt và các kỹ sư đang tiến hành lắp ráp lớp vỏ kim loại bên ngoài của nó cùng ống quang. Quá trình lắp đặt dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 11 và cơ sở này sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu từ tháng 8 năm sau. Đây là dự án quốc tế với đội ngũ 750 nhà nghiên cứu từ 74 viện ở 17 nước và vùng lãnh thổ. Gần 300 chuyên gia trong số đó đến từ châu Âu. Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng cách đây khoảng 10 năm và giờ đã gần đến giai đoạn cuối của quá trình xây dựng. Chúng tôi dự định chính thức bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm tới. Trong 6 năm nữa, chúng tôi sẽ có một số câu trả lời cho mục tiêu chính của mình là đo thứ tự khối lượng neutrino. Dự kiến đài quan sát neutrino ngầm Giang Môn sẽ là cỗ máy đầu tiên hoạt động trong số những máy dò neutrino thế hệ mới trên khắp thế giới. Hôm nay, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Hàn Quốc đã quyết định phạt Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, 21,6 tỷ won tương đương với 15,6 triệu đô la Mỹ. Lý do là vì đã thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng mà không thông báo và cung cấp cho các nhà quảng cáo. Theo Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Hàn Quốc, Meta đã vi phạm pháp luật khi thu thập dữ liệu về tôn giáo, quan điểm chính trị, tình trạng hôn nhân và khuynh hướng tình dục của khoảng 980.000 người dùng Facebook Hàn Quốc. Trong khi luật bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc nghiêm cấm các hành động này trừ khi người dùng đồng ý cho sử dụng. Meta cũng bị cáo buộc chuyển thông tin thu thập cho khoảng 4.000 nhà quảng cáo, những người đã sử dụng dữ liệu này để tạo quảng cáo tùy chỉnh dựa trên sở thích cá nhân của người dùng. Hiện Meta chưa có phản hồi trước quyết định này. Nhiều quảng cáo bán hàng trực tuyến về bán hàng xuyên biên giới được tung ra nhằm thu hút người tiêu dùng Việt Nam. Trong đó, nhiều mặt hàng có mức khuyến mại được quảng cáo lên tới trên 50%. Cuộc đua về mua sắm online tại Việt Nam thì luôn sôi động. Nhưng mà câu hỏi đặt ra đó là người tiêu dùng liệu có đang được hưởng lợi hay là chấp nhận rủi ro vì quá rẻ? Mỗi ngày đều dành thời gian lướt chợ mạng để tìm cho mình những sản phẩm phù hợp. Anh Sơn cho biết luôn bị thu hút bởi các chương trình khuyến mãi trên các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt là vào các ngày lễ khuyến mãi lớn như 10 tháng 10 hay 10 tháng 11. Khuyến mãi có thể dao động trên 50% trên một sản phẩm. Nhưng giá cả có thể rẻ, nhưng chất lượng sản phẩm khi nhận hàng lại là một câu chuyện khác. Cái sản phẩm mình nhận được, cái chất lượng nó không tương xứng. Nhưng mà đối với điều này thì mình vẫn phải chấp nhận vì đây là rủi ro khi mà mình mua sắm trên các sàn thương mại điện tử. Câu chuyện về các sàn thương mại điện tử bán hàng xuyên biên giới vẫn chưa hết nóng. Thậm chí các sàn còn quảng cáo chéo qua nhiều nền tảng mạng xã hội để tiếp cận được người tiêu dùng. Cùng với đó là hàng loạt các chương trình khuyến mãi lên đến 90% cho người sử dụng lần đầu tiên. Thế nhưng chất lượng sản phẩm luôn là một dấu chấm hỏi. Mình luôn đặt ra một cái tiêu chí là tiền nào của đó. Cho nên là nếu như mặt hàng nào khuyến mãi quá nhiều thì mình cũng hơi e ngại, không biết là cái chất lượng nó sẽ như thế nào, nó có được đảm bảo hay là không. Có một cái điều khiến tôi đắn đo là tại vì nó được có nhiều ưu đãi khá là khủng. Và điều đó khiến tôi đắn đo là không biết nó có thực sự đảm bảo được cái quyền lợi cho khách hàng hay không. Theo Metric, nền tảng số liệu thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp, thì người dùng có xu hướng ưa chuộng phân khúc giá rẻ. Tuy nhiên, có gần 47% có trải nghiệm không tốt đối với trải nghiệm mua hàng trên sàn thương mại điện tử mới. Do đó, theo các chuyên gia, người tiêu dùng cần phải tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy giảm giá để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Đầu tiên là sẽ là lợi ích về cái việc là có thêm cái sàn để mình lựa chọn khi mà mua hàng, mua sắm trên kênh thương mại điện tử. Lợi ích thứ hai là họ có nhiều cái kênh hơn để so sánh về giá. Và lợi ích thứ ba là đâu đó thì khi mà có thêm cái sự cạnh tranh của những cái sàn thương mại điện tử thì các cái sàn khác cũng cần phải đẩy cái chất lượng phục vụ khách hàng lên. Không thể phủ nhận rằng sự phát triển của mạng xã hội đã và đang góp phần định hình lại cách mọi người mua và bán. Tuy nhiên, mua sắm online cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Nhiều vấn đề pháp lý về kinh doanh trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội nảy sinh và cần có hệ thống pháp luật cụ thể, rõ ràng để hướng dẫn xử lý những bất cập hiện tại. Và quan trọng hơn, người tiêu dùng cần tỉnh táo, thông minh trước những động thái giảm giá sốc
trước khi quyết định mua hàng để được hưởng lợi. Thưa quý vị, với những cầu thủ gặp chấn thương dài hạn thường gặp rất nhiều khó khăn khi trở lại thi đấu, mà trường hợp của Neymar là một ví dụ cụ thể. Với tiền đạo người Brazil lúc này thì chưa nói đến là việc tìm lại phong độ đỉnh cao, mà chỉ cần được chơi bóng bình thường thôi cũng đã là một điều xa xỉ rồi. Tại AFC Champions League Elite, Al Hilal đã tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi vượt qua Esteghlal 3-0. Aleksandar Mitrovic là ngôi sao sáng nhất khi ghi cả 3 bàn thắng của trận đấu này. Dù vậy, chiến thắng của Al Hilal đã không trọn vẹn khi Neymar một lần nữa gặp chấn thương. Tiền đạo người Brazil vào sân ở phút 58 nhưng chỉ thi đấu được gần 30 phút trước khi bị đau cơ và phải rời sân. Đáng nói, Neymar chỉ vừa mới trở lại sau quãng nghỉ hơn 1 năm vì chấn thương dây chằng đầu gối. Qua dòng trạng thái trên trang cá nhân, cầu thủ 32 tuổi vẫn tỏ ra lạc quan khi cho rằng những chấn thương như thế này là bình thường đối với một cầu thủ đã nghỉ thi đấu quá lâu, và anh kỳ vọng mọi thứ sẽ được cải thiện khi mình ra sân nhiều hơn. Dù vậy, nếu nhìn vào tiền sử chấn thương vốn đã rất dày của Neymar, thì người hâm mộ Anh vẫn không khỏi lo lắng rằng ngôi sao này sẽ lại phải rời xa sân cỏ thêm một khoảng thời gian dài nữa. Trước mắt, Neymar gần như chắc chắn sẽ không được triệu tập lên đội tuyển Brazil ở loạt trận FIFA Day sắp tới. Như vậy là Neymar rời sân. Thưa quý vị, chống lãng phí là cuộc chiến chống giặc nội xâm đầy cam go phức tạp. Đây là một trong những thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài viết chống lãng phí và phát biểu tại kỳ họp Quốc hội tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Một trong những lĩnh vực đang gây ra lãng phí rất lớn đó chính là xây dựng. Nhiều dự án đầu tư xây dựng kéo dài, chậm triển khai, chậm đưa vào sử dụng là tình trạng diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước. Ví dụ như tại thủ đô Hà Nội, bấy lâu nay vẫn tồn tại nhiều hạng mục công trình, dự án dở dang để hoang phí hoặc trở thành nơi tập kết phế liệu, khu tự phát gây lộn xộn trong khu dân cư, trong khi người dân mòn mỏi mong chờ các dự án sớm đi vào hoàn thành để đi vào phục vụ cho hoạt động lợi ích của cộng đồng. Ba tòa nhà khu tái định cư Đền Lừ 3, quận Hoàng Mai, trên con phố trung tâm của quận, quy mô 13 tầng và 2 tòa nhà 17 tầng, gần 400 căn hộ hiện đang bỏ không. Hình thành nhóm trông giữ xe tự phát và nhiều điểm tập kết rác thải phế liệu. Uổng quá, nhiều người không có nhà ở, nhà đây để không. Nhưng mà cũng không ai được vào ở, ai nữa thế. Tìm hiểu của phóng viên, ba tòa nhà xây xong vào năm 2019, sau đó được trưng dụng trong hơn một năm là khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. Từ tháng 5 năm 2022 đến nay, ba tòa nhà bỏ không. Do các cái thủ tục về đầu tư như là các cái vướng mắc trong quá trình mà thực hiện cái việc cải tạo khi một cái tòa nhà chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Nhưng mà đến thời điểm này thì cũng đã được tháo gỡ và Hoàng Mai sẽ cố gắng phấn đấu cách nhanh nhất. Còn đây là dự án đại lộ Chu Văn An thực hiện từ 10 năm nay. Hạng mục cầu vượt trước cổng bệnh viện ca cơ sở Tân Triều Hà Nội vẫn đình trệ. Công trường dở dang, ngổn ngang vật liệu, trở thành điểm ùn tắc giao thông. Chị Thắng, người từng giao đất cho dự án để chờ ngày có con đường mới, thì giờ bán nước ven đường mỗi ngày. Bao nhiêu sắt của nhà nước rồi, các cái chi phí rồi. Nói hay là dân địa phương nhà tôi thì bây giờ chơi nhưng mà ruộng thì bỏ đầy đấy. Hình ảnh dự án công viên Hồ Điều Hòa Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm của Hà Nội. Dự án triển khai từ 8 năm nay. Hơn 12 hecta đến giờ bỏ hoang, quây tôn kín, bên ngoài vỉa hè thành bãi trông xe, nơi vứt rác. Lãng phí về tài nguyên đất đai, đấy, lãng phí môi trường nó trong sạch thế này. Trong văn bản mới nhất thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đang tập trung gỡ vướng 5 dự án đầu tư kéo dài. Trong đó có dự án khu tái định cư Đền Lừ 3, quận Hoàng Mai, phấn đấu đi vào sử dụng tháng 8 năm sau. Thành phố cũng đặt mục tiêu rà soát các dự án, thúc đẩy tiến độ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, lãng phí kéo dài. Lãng phí do thiếu quy hoạch, sự không hiệu quả trong đầu tư công hay các dự án bị bỏ hoang, không được sử dụng. Vấn đề này đã được đề cập một cách cụ thể trong bài viết chống lãng phí của Tổng Bí thư Tô Lâm.
trong đó nêu rõ sự lãng phí này không chỉ đơn thuần là mất đi tài sản mà còn tạo ra sự bất công trong xã hội. Khi nguồn lực của quốc gia bị lãng phí, những cơ hội phát triển sẽ dần bị thu hẹp, làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Mới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã yêu cầu rà soát, xử lý các dự án dang dở kéo dài, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước và xã hội. Như dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam, sau gần 10 năm xây dựng, giờ vẫn bỏ hoang. Dự án hai bệnh viện này có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng tiền ngân sách. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 năm trước, dự án chống ngập thành phố được triển khai với mức đầu tư 10.000 tỷ đồng. Nhưng hoàn thành 90% vẫn đình trệ, chưa biết lúc nào đi vào hoạt động. Tại các địa phương như là Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang, rồi Đắk Nông, Gia Lai, nhiều dự án điện gió, điện mặt trời dù đã có chính sách tháo gỡ nhưng vẫn chưa được đấu nối hoặc mới chỉ phát điện mà chưa đem lại đồng nào cho doanh nghiệp. Thưa quý vị khán giả, công tác phòng chống lãng phí đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, khẩn trương và cấp bách hơn. Nó hiện diện ở nhiều hình thức, từ các dự án lớn đang dang dở, bỏ hoang phí cho đến những cây cầu dân sinh. Như tại Đắk Lắk, cầu vượt sông Krông Bông thuộc dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vũ Bồn, huyện Krông Bắc. Cầu đã xây xong mà người dân chưa thể qua lại chỉ vì chưa có mặt bằng để thi công đoạn đường dẫn lên cầu. Người dân vẫn phải bỏ tiền thuê phà tự chế đi qua sông, vừa mất thời gian lại đối diện với nguy hiểm. Một sợi dây thân dài được kéo ngang qua con sông và buộc chặt vào hai cọc gỗ như thế này. Sau đó, con phà sẽ được nối vào sợi dây thân và mỗi lần người dân có nhu cầu qua đây thì chủ phà sẽ dùng tay để kéo và điều khiển con phà. Xe đạp, xe máy và cả ô tô đều phải sử dụng chiếc phà tự chế này để sang bờ bên kia. Còn nếu không phải đi vòng với quãng đường dài hơn 40 km, mỗi lượt phương tiện qua sông phải tốn từ 10 đến 70 nghìn đồng. Nhiều hôm mưa gió, nước sông chảy xiết rất nguy hiểm, nhất là đối với các em học sinh. Có buổi học cả ngày là đi qua 4 lần, học thêm cũng đi qua 4 lần nữa. Việc đi qua phà rất khó khăn vào những ngày trời mưa, đường rất trơn trượt. Chúng là do vì cuộc sống phải đi thôi, chứ đi vòng đường kia thì tiền dầu nó nhiều, vì là mất thời gian, do gì bắt buộc đi qua đây. Theo chính quyền địa phương, cầu vượt sông Krông Bông có tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng, đã thực hiện được 98% khối lượng. Nhưng do mặt bằng thi công đường dẫn lên cầu, vướng trụ sở làm việc của trạm kiểm lâm số 2 thuộc vườn quốc gia Chư Giang Sinh. Đây là tài sản công, buộc phải chờ thanh lý theo quy định nên chưa thể bàn giao mặt bằng. Xã cũng đã bố trí cái chỗ ở tạm cho cái đơn vị và đã quy hoạch đất, cũng như là bố trí quỹ đất 5% của xã để sau này xây dựng cái công trình trạm kiểm lâm số 2. Thì hiện nay chỉ còn là vướng cái thủ tục là thanh lý tài sản của cơ quan nhà nước. Do chưa bàn giao đưa vào sử dụng nên đơn vị thi công đã lắp rào chắn hai đầu để ngăn người dân lưu thông. Nghịch lý ở chỗ, mỗi khi có các xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng đến thì rào chắn sẽ được mở ra. Còn phía dưới cầu, hàng ngày người dân vẫn phải bỏ tiền đi phà tự chế với mối nguy hiểm đến tính mạng luôn rình rập khi mùa mưa bão đã đến. Một công trình được đầu tư hơn 36 tỷ đồng và thực hiện được hơn 98% khối lượng mà không thể đưa vào sử dụng thì đó chính là lãng phí. Để gia tăng mạnh mẽ nguồn lực chăm lo cho đời sống nhân dân, làm giàu cho đất nước, công tác phòng chống lãng phí cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ với những giải pháp hữu hiệu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cả xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi phải xây dựng văn hóa phòng chống lãng phí, đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện, cơm ăn, nước uống, áo mặc hàng ngày. Chống lãng phí không chỉ vì lợi ích quốc gia, lợi ích của bản thân, gia đình, xã hội, mà còn vì trách nhiệm với thế hệ tương lai.